Bằng ơi, hốc ký là bị số rắn này. Giờ mình sẽ khám phá cho hốc ký nhé. Đây là dụng cụ khám rắn của mình nè. Bạn hãy theo dõi nha, chơi bác sĩ khám rắn cùng mình nhé. Và bây giờ mình sẽ mở hộp dụng cụ ra. Trong này dùng để dụng cụ khám rắn đấy. Và bây giờ mình cùng bà chọn dụng cụ để chuẩn bị khám. Và tiếp theo mình sẽ chọn dụng cụ nào đấy nhỉ? Bà mình có chuẩn bị bim cho mình nữa đấy. Và đây là ống tiêm, mình chuẩn bị tiêm cho con hốc ký. Đây là thuốc giảm đau đó các bạn à. Các bạn mình quên đăng ký kênh và giờ tập thiệp trao nhé. Đây là dụng cụ mà đang nhé các bạn. Bà mi lông lết này bị sâu răng nhiễm tổng lắm các bạn ạ. Rồi giờ Tâm Như giới thiệu một chút về bản thân của mình nào. Mình tên là Tâm Như, cô là mình ở bên ngã. Đấy là dùng cụ khám rắn nhỏ này. Nào đây là đó đồ sốt. Đâu đưa nữa đây coi. Đấy là cái nhiệt kế hoa. Đó nhiệt kế đó đồ sốt này. Rồi đây để kẹp màu nứt ra hết kia. Đó. Nó cao bên châu đó. À bỏ đồ vào răng hả? À cho hết kia ngầm đấy vào. Đấy em. Rồi con có gì nữa? Cái đây là cái gấp vi khuẩn này mọi người này đó, và đây kéo để cắt băng này, băng cá nhân đấy. Tiếp theo là con này là con gì? À đây là con sữa ở đây. Còn đây này, đây là cái máy siêu âm này. Đó, các bạn thấy chưa? Ở đây là cái máy siêu âm nha. Tiếp theo đây, đây là ăn con gì? Con tôm à? Phải không? Không biết à? Con gì đây? À đây cũng là con tôm đây. Rồi còn đây là cái dụng cụ như nào? Cầm. Con gõ thế thì gãy hết răng của mami lông hết luôn đấy. Cái dùng cụ gấp ra đâu. Đó cái kẹo mà, kẹo gấp ra là bơi chảy máu thì sao? Đây là cái này, cái này đang này. Thì đó, cái này để múc đây. Cái này múc đó. Múc. Đó. Yeah.